Nên mọi người nếu mà mảng dự án có vấn đề gì thì cứ trao đổi ha. Nói chung là bên mình có mảng dự án nữa, không cần tư vấn gì đó, cứ thoải mái. Thì mảng đào tạo của bên mình nè, mình học thì sau khóa học của mình á có bài thi cuối khóa, được chưa? Mọi người mà đạt 80% số điểm á thì sẽ nhận được cái certificate giống như vậy, và có dấu mộc tròn của công ty TFVN. Và bạn nào muốn thi chứng chỉ quốc tế của hãng Asterix đó thì mọi người có thể lên đây. Nó bây giờ nó thuộc cái công ty Sangoma rồi ha. Sangoma. Đây. Đặc biệt là mấy đồng chí mà được cử đi học ha, chẳng hạn như là Huy hay gì đó thì là về mang cái chứng chỉ về cho mấy công ty yên tâm ha. Sangoma University, đâu rồi? Sangoma. Đây. Học xong khóa này thì mọi người có thể là lên đây mọi người thi chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ quốc tế. Đây, asterisk. Tên của chứng chỉ nó là lười quá, mình qua cái trang khác cho nó lẹ. Đây, Asterisk có hai chứng chỉ, một là DCAA là admin, hai là DCAP là professional. À, thì mọi người học xong khóa này mọi người thi được cái chứng chỉ DCAA. Chưa? Nhớ ha, DCAA. Cách thi là thi online, lý thuyết 60 câu. Nếu bắt 80% số điểm thì nhận được cái certificate, được chưa? 80 câu online, và hiện nay nó đang cho thi miễn phí, nên học xong thì tranh thủ thi lấy cái certificate. Ồ, miễn phí à? Ừ đúng rồi, nó chưa, tức là nó chưa đủ lớn để nó lấy tiền, nó đang dụ mình để mình xài nó nên nó cho miễn phí ha. Chỉ thi lý thuyết à anh? À, đúng rồi, chỉ thi lý thuyết, và nó cũng nhiều thứ lắm, chứ nó không chuyên về bá tin đích đâu, nó thường về có kiến thức về viễn thông luôn này kia nữa, Khoai đấy. cũng phải đấy. Nhưng mà có thể là làm quen thì vài lần thì ok thôi. Sợ Google. Có thời gian thi không nhỉ? 60 câu hình như là trong Có thời gian à, không không gần đây thì không có thời gian. vậy. Hồi xưa mình thi á, hồi xưa mình thi thì nó có thời gian, bây giờ mình thi giữa chừng mình bao lại thôi, mình nghỉ ngơi mình thi tiếp. Giá trị chứng chỉ của nó là 2 năm ha, 2 năm thì nó sẽ xóa cái certificate của mình. Thì thực ra nếu mà bạn nào thi chứng chỉ Cisco rồi, mọi người có thấy không, mọi người nhận về cái chứng chỉ đúng không, mọi người có thấy có dấu tươi trong đó không? Đâu có đâu, con dấu in sẵn đúng không, chứng chỉ Cisco á, không có con dấu tươi đâu. Đấy, thì hãng này nó cũng vậy, tức là các trung tâm khảo thí của Cisco á, họ làm gì, họ sẽ thi xong họ xuất ra file PDF, sau đó họ in ra một cái tờ chứng chỉ đẹp đẹp cứng cứng gì đó họ phát cho mọi người thôi. Thì cái này bên này cũng vậy, xong thì nó sẽ xuất cho mọi người cái certificate, mọi người đao về à, mọi người in ra rồi mọi người đi công chứng hay gì đó là mọi người xài thôi khi mà nộp vô nhà nước á. Rồi chứng chỉ mà DCAP này thì chứng chỉ này hiện nay là chưa có thi được. Vì sao? Vì muốn thi á, mọi người phải đăng ký học tại những cái quốc gia mà nó đào tạo, qua đó học và qua đó thi luôn. Cái này phải đầu tư hơi nhiều ha. Mình cũng chưa, mọi người chưa cần đến cái này đâu, DCAP là được rồi. Đó, đó là cái nội dung của mình ha. Đấy, thì về con đường học thì như mình nói lúc nãy thì hệ thống này nó chạy trên nền Linux, tổng đài mình chạy trên nền Linux, thì nếu bạn nào có nền tảng Linux rồi, biết sơ sơ kiến thức về network thì đi rất là nhanh à, đi rất là nhanh. Tổng đài mình là mã nguồn mở ha, nó chạy trên nền Linux nên là đi rất là nhanh. Học xong lớp admin thì có hai hướng đi, một là nâng lên, mình là admin luôn, mình là xây hệ thống lớn, hệ thống cloud cung cấp cho các doanh nghiệp, thì mình học ở lớp advanced, mình học về Fusion Basics, mình học về Camaleo. Còn nếu mọi người thích code thì mọi người có thể nhảy qua mảng dev để vừa làm system vừa làm code luôn.
À, thì nó là như vậy nè,